Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại cái dự án là Seldom. Thì Seldom là một cái mạng lưới Layer 1. Thì do CEO của sàn Wasit được thành lập nha các bạn. Thì về cái dự án Seldom này thì 3 tháng trước mình cũng đã hướng dẫn mọi người tham gia vào cái testnet của họ rồi. Thì bây giờ mình sẽ update lại cho mọi người làm những cái dự án mới nha. Ok, thì đầu tiên thì để tham gia vào cái testnet của họ thì các bạn cần phải thêm cái mạng lưới là Seldom Liberty vào cái ví MetaMask của các bạn. Thì để thêm vào cái mạng lưới này thì các bạn chỉ cần vào đó là chainlist.org. Rồi các bạn add cái mạng lưới đó là Seldom Liberty 1.6 này nè nhé. Các bạn add vào cái ví MetaMask của các bạn. Sau đó các bạn chuyển đổi sang cái mạng lưới là Seldom Liberty 1.6 để chúng ta là tham gia vào cái testnet của họ nha. Thì về cái dự án Seldom này thì họ cũng đã confirm, cũng đã là xác nhận sẽ có airdrop dành cho những người tham gia vào testnet. Thì về airdrop thì sẽ có 25 triệu token. Nó sẽ phân phối cho airdrop nha các bạn. Thì dự án này cũng vừa được raise sơ 18 triệu đô từ các quỹ đầu tư chẳng hạn như là The Bantan Group này, với lại là Wemix Network, với lại con Gecko. Ok thì sau khi các bạn đã add cái mạng lưới này vào rồi thì bây giờ các bạn tiến hành là file kẹt. Thì để file kẹt thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, đó là cái đường link là file kẹt.liberty. Thì cái đường link file kẹt mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người nha. Ok thì ở trong phần này thì để file kẹt thì các bạn nhìn ở phía bên dưới này này sẽ có chữ là tự withdraw. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là tự withdraw. Sau đó các bạn nhấn muốn vào nút OK hoặc là tắt đi. Sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến trang tự Twitter kèm với một cái bài viết. Thì trong cái bài viết này các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn nha. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask, sau đó các bạn quay trở lại với cái trang bài viết trên Twitter. Các bạn xóa cái dãy số ra chỗ my address này này. Các bạn xóa hết mấy cái dãy số không rồi đi. Các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào. Ok, sau đó thì các bạn nhấn vào phần tweet, các bạn đăng lại. Thì sau khi các bạn đăng xong ấy thì các bạn vào profile. Thì trong profile các bạn copy lại cái link bài viết mà các bạn vừa đăng nhé. Đây nè, nhé. Các bạn copy lại kèm với cái địa chỉ ví của các bạn này. Các bạn chỉ cần nhấn vào dấu mũi tên là các bạn copy lại cái bài viết của các bạn, cái link bài viết của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với cái trang file kẹt. Các bạn dán cái link bài viết của các bạn vào đây. Rồi các bạn xác thực captcha thôi. Ok thì sau khi các bạn xác thực captcha xong thì các bạn nhấn vào nút là request SHM. Ok. Thì ở đây mình vừa file kẹt rồi cho nên là nó sẽ còn khoảng là 10 phút nữa mình mới file kẹt được lại nhá. Thì sau khi các bạn file kẹt xong ấy thì sau khi các bạn nhấn vào nút là request xong ấy thì nó sẽ gửi cho các bạn đó là 100 token SHM để các bạn đó là tham gia vào testnet nha. Nó sẽ gửi cho các bạn là 100 token là SHM. Ok thì sau khi các bạn đã có token rồi thì bây giờ là các bạn là tham gia vào testnet của họ thôi. Ok thì về cái dự án đầu tiên đó là nft.seldom.us này thì đây là một cái miền thôi nhé. Seldom name server thì đây là một cái dịch vụ tên miền ở bên mạng lưới Seldom thôi. Thì đây là testnet thì các bạn chỉ cần là connect với lại cái địa chỉ ví của các bạn ở bên mạng lưới Seldom. Rồi các bạn search cho mình một cái tên miền bất kỳ nhé. Nha, các bạn search tên dài dài lên tí. Thì sau đó thì ở phần record này các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào. Ok thì số dài thì các bạn sẽ trả là 10 token SHM nha. Ở đây là phí là 10 token SHM. Thì các bạn file kẹt là được 100. Thì bây giờ các bạn dùng 10 SHM các bạn min thôi. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút min này. Ok thì sau đó các bạn nhấn nút là xác nhận thôi, xác nhận trên ví MetaMask của các bạn. Các bạn trả phí là 10 SHM nhé. Ok, các bạn chỉ cần min một hai lần thôi là cũng được nha.
Cái tiếp theo đó là cái dự án tiếp theo đó là DeepVerse. Thì đây là một cái trang là multi address thôi, có nghĩa là các bạn có thể là gửi con token này sang chỉ cần một lần qua nhiều địa chỉ ví ấy. Ok, thì ở về phần là devotion.seldom.us này thì các bạn chỉ cần là core net với lại cái ví của các bạn thôi. Mấy cái này cũng dễ thôi các bạn, ở trước đây mình đã hướng dẫn hết rồi. Thì sau khi các bạn đã core net xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút chỗ send SHM này này. Các bạn nhấn vào cái con token là SHM giống mình. Sau đó nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Thì cái bảng này các bạn muốn gửi, các bạn copy những cái địa chỉ quý khác á, các bạn dán vào đây rồi các bạn gửi token SHM cho những cái địa chỉ quý đó thôi nhé. Thì ví dụ đây bây giờ mình sẽ copy lại cái địa chỉ quý của mình đây. Thì các bạn có thể là tạo ra cái nhiều địa chỉ quý nhé. Các bạn có thể là tạo ra nhiều địa chỉ quý, sau đó các bạn dán vào đây này. Các bạn dán cái địa chỉ quý của các bạn vào đây. Sau đó các bạn ghi cái lệnh đó là bằng nha. Các bạn ghi là bằng. Còn tiếp theo đó là số token mà các bạn muốn gửi cho đến cái địa chỉ quý này. Thì số token mình sẽ gửi là 0,1 đi. 0,1 đây. Đấy. Sau đó các bạn cắt ra. Rồi các bạn có thể là copy thêm một cái địa chỉ quý khác. Đây, các bạn dán vào đây. Đấy, sau đó các bạn bằng rồi số token các bạn muốn gửi 0,1 đi. Đấy. Rồi cắt ra cái, cắt ra. Rồi các bạn copy cái một cái địa chỉ quý khác. Thì đây là tính năng gửi multi send cho các địa chỉ quý thôi các bạn. Đây, các bạn dán địa chỉ vào. Rồi bằng số lượng token các bạn muốn gửi. Ok, thì ở đây mình sẽ gửi 3 quý đây. Tới 3 địa chỉ quý đây bằng tính năng multi send. Ok, thì sau đó thì các bạn chỉ cần là đợi mình tí nha. Ở đây sao mà không thấy nút gửi ta? Ok, thì hiện tại nó đã mất nút gửi, nó đã mất nút gửi rồi các bạn. À ok. Ok thì các bạn nhớ cắt xuống nhé. Các bạn mỗi một địa chỉ nó như thế này này thì các bạn cắt xuống một dòng như thế này nhé. Các bạn cắt cắt xuống rồi các bạn điền số lượng các bạn muốn gửi thôi đấy, các bạn cắt xuống nha. Còn các bạn ghi liền luôn á thì nó sẽ không có, nó hiện ra chỗ ở đây đâu. Ok, thì sau khi các bạn xong ấy, xong điền số lượng xong với lại là các địa chỉ quý xong ấy, thì ở dưới đây nó sẽ hiện ra là deep deeper SHM, có nghĩa là send token SHM mà các bạn muốn gửi tới những cái địa chỉ quý này. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái dòng này thôi nhé, chữ dipper là SHM này, sau đó các bạn xác thực ở trên quý thôi, xác nhận này. Ok, thì sau khi nó xác nhận xong thì chúng ta tiếp tục tới cái nền tảng khác. Thì đây là một cái nền tảng đó là seldom-test.netfly.app này. Thì đây là một cái nền tảng min token thôi nhé. Các bạn có thể là min bất kỳ con token nào. Thì ở phần này thì các bạn chỉ cần là nhấn vào nút connect thôi nhé. Đối với cái nền tảng này, nếu mà các bạn nhấn vào nút connect mà các bạn không connect được quý ấy, thì các bạn chỉ cần điền lại số lượng này thôi nhé. Các bạn ở phần ô này này, các bạn chỉ cần điền lại số 1 thôi thì cái quý của các bạn nó sẽ tự động mở ra và các bạn connect thôi.
Đấy. Thì sau đó thì số 1 các bạn giữ nguyên nhé, các bạn điền lại số 1 này. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút đó là Min Token. Rồi các bạn xác thực phí ở trên quý thôi là xong. Thì ở đây thì các bạn điền 1 thì nó sẽ min cho các bạn đó là con token là GCSHM nha. Sẽ tự động min và trả về quý cho các bạn thôi. Thì đây là testnet mà, cho nên là các bạn cứ tham gia thoải mái thôi. Ok, thì sau khi các bạn trả phí xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận thì nó sẽ gửi tới con token về thôi nhé. Còn bạn nào mà muốn add con token này là vào quỹ MetaMask để xem ấy thì có thể là nhấn vào nút là add GCSHM to MetaMask này thì nó sẽ tự động hiện ra thôi. Trên quỹ MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở ra. Thì các bạn add và thôi, thêm token vào quỹ này. Đấy. Ok, thì đây là nền tảng nhé, các bạn chỉ cần điền số 1 nhé, số 1, 1 hoặc 2 thôi, 1, các bạn điền 1 cũng được nha. Ok, thì tiếp theo đó là về phần các sàn DEX. Về phần các sàn DEX thì nó sẽ có hai cái sàn DEX. Thì đó là sàn DEX là Seldom Swap với lại là sàn Swapper. Thì đối với Seldom Swap với lại là Swapper này ấy, thì DEX của Seldom Swap thì là một sàn DEX chính của nó luôn nhé. Còn DEX là Swapper này thì là bên cái nền tảng thứ ba, thì hiện tại thì họ họ cũng đã confirm nhé cái dự án Swapper này, này thì họ cũng đã xác nhận là sẽ có airdrop dành cho người dùng testnet. Thì sau này khi mà các bạn testnet ở trên sàn DEX Swapper này ấy, thì sau này các bạn sẽ nhận được airdrop là con token là SWBD nhé. Ok, thì đối với cái sàn DEX là Seldom Swap này thì các bạn cũng tương tự các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn ở bên mạng lưới Seldom thôi. Rồi sau đó các bạn swap thôi nhé. Các bạn swap. Thì hiện tại thì cái sàn DEX Seldom Swap này hiện tại nó cái RBC ấy, cái mạng lưới trên RBC nó bị lỗi cho nên là nó sẽ không hiện ra con token để cho các bạn swap. Hoặc là các bạn có thể là swap nhiều khi các bạn gặp lỗi nha. Đấy. Thì khi mà các bạn gặp lỗi á, thì mình sẽ dẫn lại cái link Discord của dự án Seldom này dưới phần mô tả video cho mọi người. Mọi người khi mà các bạn swap lỗi ấy, thì các bạn chỉ cần join vào đó thôi nha. Seldom swap. Thì các bạn join vào rồi các bạn xác thực query captcha rồi đấy. Thì sau đó nó sẽ mở ra cho các bạn đó là cái mục fieldback này này. Các bạn có thể qua mục fieldback, các bạn fieldback như những người này 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 nha. Thì các bạn chỉ cần gửi fieldback vài cái thôi thì nó sẽ cho các bạn là cái role, là cái role đó là testnet gì đó nhá, cái role testnet. Trong đây cũng có một Việt Nam này. Nó sẽ cho các bạn là testnet L1 hay là những cái role khác này. Thì trước đây mình cũng đã làm, mình đã kêu mọi người làm rồi. Thì mọi người nào làm trước đây á, thì chắc chắn cũng đã có role hết rồi nhá. Thì đó là đối với cái sàn DEX là Seldom Swap chấm finance. Thì các bạn đợi nó lỗi ấy. Thì khi mà các bạn swap lỗi ấy, thì các bạn có thể là nhấn vào chỗ phần là cái đồng hồ xoay này này, nó sẽ có cái lịch sử transition của các bạn. Hoặc là các bạn có thể là nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn, nó sẽ có cái mục đó là transition. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi, thì khi mà các bạn swap các bạn gặp lỗi gì đấy thì những cái lệnh của các bạn nó sẽ hiện ở đây này nhé. Các bạn chỉ cần chụp lại màn hình rồi các bạn vào Discord của họ Seldom Swap này, rồi các bạn fieldback các bạn gửi lên đây kèm với cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Tương tự như là những người này này đấy, người ta cũng swap lỗi, người ta fieldback trên đây này là xong thôi. Ok, thì đó là sàn DEX Seldom Swap. Thì hiện tại mình cũng không swap được nhé, nó đây hiện tại thì nó không lót nổi token cho nên là mình không thể swap được. Ok, thì tiếp theo đó là về cái swapper này, về sàn DEX swapper này thì swapper này nó đã confirm ra mắt token là SWBD. Thì các bạn tham gia vào testnet của họ thì các bạn sẽ nhận được là airdrop sau này khi họ ra mainnet nha. À, mình nhắc lại cái bên cái sàn DEX là Seldom Swap. Thì khi anh em swap đã được rồi ấy, các bạn dùng con token là SHM này, các bạn swap sang con token là SS swap giúp mình nha. Thì sau khi các bạn swap xong ấy thì các bạn nhớ là add liquid luôn giúp mình nha. Có nghĩa là add thanh khoản ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục đó là add liquid thôi. Rồi các bạn chọn cho mình cái mục là Ask Liquidity này, Liquid này. Rồi ở trên thì các bạn chọn cho mình là con SHM, còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là con là SWAP.
Rồi các bạn swap số lượng bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng bấy nhiêu thôi, khoảng không phải không mấy thôi nhé. Rồi các bạn là supply, các bạn add bull thanh khoản vào đây nhé. Thì về swap với lại là add bull thanh khoản thì nhiều anh em cũng đã biết rồi nhé, mình không nói nhiều nữa. Ok, thì đi tới với cái sàn DEX là swapper này. Thì đối với swapper thì cũng là sàn DEX, là các bạn swap với lại là add bull thôi. Thì các bạn ở trên thì các bạn giữ là SHM, còn ở dưới các bạn chọn cho mình là con token là SWBD. Ok, sau đó thì các bạn swap khoảng là một token SHM thôi nhé, các bạn swap ít thôi. Thì sau khi các bạn swap xong ấy thì các bạn qua cái mục bool giúp mình nhé. Ở bên mục bool này này, thì ở bên mục bool này các bạn chọn cho mình là nút add, có nghĩa add thanh khoản ấy, các bạn nhấn vào. Thì sau đó các bạn điền lại số lượng 50-50 nhé. Thì hiện tại mình vừa swap được đó là 0,015 rồi, thì mình sẽ điền lại mod luôn nhé. Đó, mình điền lại số lượng con token SWBD này, thì trên đây là sẽ tự cân bằng bool cho các bạn thôi. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là add pro SWBD. Rồi các bạn xác thực ở trên ví. Ok, thì sau khi các bạn app pro xong thì cái nút confirm nó sẽ hiện ra. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút là confirm. Rồi tiếp tục các bạn nhấn vào nút là confirm supply. Chúng ta là app thanh khoản. Ok, các bạn xác thực ở trên ví MetaMask nha. Ok, thì sau khi các bạn add thanh khoản xong thì các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận nha. Đấy. Ok, thì sau khi nó xác nhận xong thì các bạn sẽ gặp được cái bool của các bạn vừa add dưới đây thôi. Đấy. Ok, thì đối với bạn nào mà muốn xóa thanh khoản ấy. Đối với bạn nào mà muốn xóa thanh khoản á, thì có thể là nhấn vào mục bool này, rồi các bạn chọn cho mình cái mục đó là browser, thì nó sẽ hiện ra cái bool của các bạn vừa add thôi. Thì để rút rút lại cái thanh khoản của các bạn ấy thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái bool của các bạn, rồi các bạn nhấn vào nút là remove đấy, rồi các bạn điền lại số lượng này, số lượng các bạn muốn remove này nhé. Thì các bạn muốn remove hết thì các bạn điền cho mình đó là 100% đấy nha. Rồi các bạn nhấn nút Up Pro, sau đó các bạn nhấn vào nút đó là Confirm Supply, Confirm Withdraw. Thì sau đó nó sẽ trả lại hai con token là SWBD với lại là SHM cho các bạn thôi. Ok, thì sau khi các bạn đã swap và add liquid ở trên sàn Swapper này xong rồi thì các bạn cần phải join Discord của họ nha. Thì link Discord mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì dự án Swapper này hiện tại nó có khá là nhiều mục nha các bạn. Đó là trên 101 Clam NFT của họ này, trước đây mình đã hướng dẫn rồi. Tiếp theo đó là Tham gia Gold này và Crew 3 này. Ok, thì Discord thì các bạn nhớ join vào nha. Ok, thì sau khi các bạn join vào xong ấy, thì sau khi các bạn join vào xong thì bên mục query các bạn chọn cho mình cái mục là query này. Thì trong mục query này các bạn ở trên các bạn kéo lên trên ở con bot này nè, các bạn tích vào cái emo đầu tiên giúp mình. Ok. Còn phần join gold thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Ok, các bạn nhớ qua cái mục roulette này, các bạn tích vào cái emo đầu tiên giúp mình luôn nha. Chúng ta là đồng ý với điều khoản của nhóm đấy. Ok, đây này. Trước đây Clam là chúng ta đã có vừa join vào là đã có role rồi. Ok, thì tiếp theo đó thì về phần feedback thì các bạn có thể là vào qua đây các bạn feedback này nha. Các bạn feedback thì sao, thì các bạn quay trở lại với cái sàn dev này. Rồi các bạn chọn cho mình các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn. Rồi các bạn swap khoảng là 5 6 lệnh hoặc là trên 10 lệnh gì đấy. Rồi các bạn add liquid, thì sau khi các bạn add liquid xong thì các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví ở phía góc trên bên tay phải của các bạn. Thì nó sẽ hiện ra những cái lịch sử mà các bạn vừa swap với lại là add liquid. Thì các bạn chỉ cần là chụp lại màn hình thôi. Sau đó các bạn quay trở lại với cái Discord của họ nhé, bên cái mục fieldback này này. Thì các bạn dán vào đây thôi. Các bạn tải hình ảnh lên. Đó, tải hình ảnh của các bạn vừa chụp lên kèm với cái địa chỉ ví của các bạn nhé.
các bạn không nếu mà các bạn swap không gặp lỗi gì á thì các bạn cứ gửi địa chỉ ví lên thôi. Còn nếu mà gặp lỗi thì các bạn có thể là ghi ra cái lỗi đó là lỗi gì nhé, lỗi trên mạng lưới hay là lỗi gì đấy thì các bạn thôi đấy, các bạn gửi lên thôi đấy. Ok, thì sau khi các bạn swap xong thì đối với cái mục đó là các bạn cần phải là claim mấy con NFT này nhá, claim mấy con NFT Swapper Finance ở trên nền tảng 101. Thì khi mà các bạn claim xong thì các bạn sẽ có được cái Rolly, Rolly đó là 101 Master này này nhá. Thì đối với cái NFT này thì trước đây mình đã hướng dẫn mọi người claim rồi, cũng khá là lâu rồi. Thì ngày 29 tháng 9 này này nhá. Thì mình sẽ dẫn lại cái bạn nào mà không biết claim á, mình sẽ dẫn lại cái video này. Thì sau đó các bạn xóa tới cái phút đó là cái phút là khoảng là 14 phút nhá. Cái phút thứ 13 nhá, cái phút thứ 14 á nhá, mình có hướng dẫn nha. Đây này, cái link của nó là 101 này. Claim NFT Swapper Finance này này nhá. Các bạn claim xong thì các bạn hold cái này thì sau này các bạn sẽ nhận được airdrop nha. Nhận được airdrop đến từ cái dự án Swapper Finance này. Ok, thì tiếp theo đó là John Gould. Thì phần John Gould thì mình sẽ dẫn lại cái luôn cái Gould của dự án Swapper Finance này dưới phần mô tả video cho mọi người. Thì sau đó mọi người chỉ cần nhấn vào nút là John Gould to get Rolly thôi. Rồi các bạn connect với lại cái địa chỉ ví của bạn này. Connect MetaMask này. Ok, thì sau đó các bạn đợi một tí cho nó load nha. Ok, thì sau khi nó load xong thì các bạn sẽ nhận được những cái Rolly này nhé. UHZ Ever này. Còn bạn nào mà chưa follow trang Twitter của dự án ấy, bạn nào mà chưa follow Twitter của dự án thì có thể nhấn vào cái đường link nhé, nhấn vào cái đường link này này, các bạn follow nhé, rồi nó sẽ cho các bạn cái Rolly này thôi. Và tiếp theo đó là 101 Master, có nghĩa là các bạn cần phải hold cái NFT này này nhé. Các bạn cần phải hold cái NFT này thì các bạn sẽ có được cái Rolly này luôn nhé. Thì các bạn có thể là xem lại cái video này ở phút thứ 14 giúp mình nha. Ok, thì đó là Gun và tiếp theo đó là trên Crew 3 của dự án này luôn. Thì trên Crew 3 thì mình sẽ dẫn lại cái link Crew 3 luôn. Thì các bạn có thể là nhấn vào nút là Access Invite nha. Sau khi các bạn join vào xong ấy thì trên Gun ở trên Crew 3 thì các bạn nhấn vào nút Access Invite. Thì sau đó có những nhiệm vụ nó cũng đơn giản thôi. Thì về những cái nhiệm vụ này thì các bạn chỉ cần là follow Twitter này, các bạn nhấn vào này. Sau đó các bạn nhấn nút là Claim Reward thôi. Thì ở đây mình đã follow hết rồi. Okay, hiện tại nó đang bị lỗi nha các bạn. Hiện tại Google của mình đang bị lỗi. And worry yourself. Ok, thì về Discord thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là claim reward thôi. Ok, mình đã follow rồi. Nhấn vào nút claim reward thôi. Cái nhiệm vụ này của mình đang bị lỗi các bạn. Ok, tiếp theo đó thì những cái nhiệm vụ là Medium này thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi nhá. Sau đó các bạn follow trang Medium của họ nhá. Và tiếp theo đó thì về phần Join Telegram thì các bạn chỉ cần là nhấn vào nút Join Telegram thôi nhá. Các bạn join vào hoặc là các bạn không cần join cũng được, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút là Claim Reward. Ok, thì tiếp theo đó là Daily Connect. Thì mỗi ngày các bạn vào đây, các bạn nhấn vào đây nè nhé. Sau khi các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ từ Twitter xong thì nó sẽ mở ra những cái nhiệm vụ này cho các bạn nhé. Còn về cái nhiệm vụ đó là try swap finance này nè, thì hình như là nó yêu cầu các bạn đó là swap ở trên sàn Dex của họ ấy. Thì các bạn có thể là nếu mà nó yêu cầu các bạn làm bằng chứng á, thì các bạn có thể là nhấn vào cái tên của các bạn này, nhấn vào cái địa chỉ ví của bạn thì nó sẽ hiện ra lịch sử giao dịch, rồi các bạn khai báo, các bạn tải hình ảnh lên cái phần này thôi. Ok, thì tiếp theo đó là Live and Rapid này. Thì về cái nhiệm vụ từ Twitter thì nó đơn giản thôi, các bạn nhớ làm hết nha. Thì về phần nhiệm vụ từ Twitter thì các bạn chỉ cần vào đó các bạn like
và bình luận lại, rồi chia sẻ lại bài viết. Rồi các bạn quay trở lại đây, các bạn nhấn vào nút là claim reward thôi là xong nhé. Ok, thì đó là bên dịch vụ Swapper, bên dự án Swapper Desk. Và tiếp theo đó là cái nền tảng đó là .shm. Thì .shm này là một cái nền tảng dịch vụ tên miền ở bên mạng lưới Seldom Testnet. Nhưng mà hiện tại thì cái dự án này nó đang triển khai hai mạng lưới luôn nha các bạn. Đó là nó triển khai Testnet ở bên mạng lưới Seldom, với lại là triển khai mạng lưới Mainnet ở bên mạng lưới Polygon Matic nha. Thì ở đây các bạn thì đối với cái dự án này này thì hiện tại nó cho các bạn đó là min tên miền bên mạng lưới Matic Mainnet nha các bạn, Mainnet. Thì khi mà các bạn min ở bên Mainnet xong ấy, thì sau này khi mà họ ra cái bên mạng lưới Seldom này, họ ra Mainnet ấy, thì cái tên miền ở bên Mainnet ở bên mạng lưới Polygon của các bạn nó sẽ tự là, thì sau này các bạn ở bên mạng lưới Seldom thì các bạn cũng sẽ nhận được là cái NFT tên miền ở bên Mainnet tương tự như là bên Polygon vậy ấy, nha. Ok, thì đối với cái tên miền này thì các bạn chỉ cần là chọn vào đây thôi, rồi các bạn chọn vào phần là Seldom Liberty 1.6 này này nhé, các bạn chọn qua cái mạng này này. Ok, sau đó thì các bạn connect thôi. Thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn có thể là tạo một cái tên miền testnet nha, tên miền testnet ở bên mạng lưới Seldom. Thì phần này thì các bạn chỉ cần là tìm một cái tên miền mà các bạn thích thôi, các bạn tìm tên đẹp đẹp ấy, C này. Ok, thì đối với tên miền nào còn mua được á, thì nó sẽ hiện ra nút là register, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là register thôi. Ok, thì sau đó thì đối với cái tên miền này thì cái giá trị của nó khá là cao luôn các bạn, 99 SHM luôn rồi, nhưng mà hiện tại của mình thì còn có 57. Ok, mình sẽ tìm một cái tên miền rẻ rẻ khác nhé. Thử nó rỉ không nha. Ồ, 99 thì cái tên miền nào nó cũng vậy, cũng như vậy thôi nha các bạn. Cái tên miền nào nó cũng 99 token SHM thôi. Thì các bạn cứ phao kẹt nhé. Khoảng là các bạn có thể là phao kẹt nhiều lần nha. Đây này, các bạn vào đây các bạn phao kẹt 10 lần. Mỗi lần phao kẹt thì các bạn nó sẽ cho các bạn đó là 100 SHM nhé. Khoảng tầm là nửa tiếng gì đấy, nửa tiếng hay một tiếng gì đấy thì các bạn có thể là phao kẹt lại được nha. Ok, thì sau khi các bạn phao kẹt có rồi, các bạn vào đây các bạn mua thôi nhé, các bạn mua thôi. Ok, thì đó là bên testnet. Còn đối với bạn nào mà muốn mua ở bên mainnet ấy, ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là mua cái tên miền trên cái nền tảng là .shm này ở bên mạng lưới Matic luôn nha. Ok, thì để mua tên miền ở bên mạng lưới Matic Mainnet thì các bạn chuyển đổi trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Mainnet. Mainnet đó là Polygon Matic nha. Ok, thì sau đó ở đây các bạn chuyển mạng thôi, chuyển mạng sang Polygon Mainnet, rồi các bạn connect vào lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Thì hiện tại thì nó cho các bạn đăng ký tên miền với là tên miền Matic nhé, tên miền tên tên miền trả phí bằng Matic. Thì những cái tên miền này dù ngắn hay dài thì các bạn cũng phải trả là 8 Matic thôi nha. Cho nên là các bạn nào mà muốn mua tên đẹp ấy, muốn mua tên đẹp ấy thì có thể là tìm một số đẹp nhé. Các bạn tìm có thể là 3 số này nhé. Trong 10K Club đó, các bạn có thể là tìm tìm những số đẹp rồi các bạn đăng ký thôi. Thì những cái số này hiện tại là đã có người đăng ký rồi, nó ghi ra là Irelia Ratzinger này này, có nghĩa là đã có người đăng ký rồi. Thì các bạn có thể là tìm một cái tên miền khác. Hoặc là các bạn có thể là tìm ra ba ba chữ. Bạn search ra chữ. Nói chung là tên miền càng ngắn thì giá trị nó càng cao nha các bạn. Thì tuy nhiên thì cái nền tảng này hiện tại nó đang cho các bạn đó là mua tên miền nào cũng vậy, dù dài hay ngắn thì chỉ có 8 Matic thôi nhé. 8 Matic thì khoảng là gần 9 đô ấy nhé, gần 9 đô.
Thì khi mà các bạn tìm một cái tên miền xong thì các bạn suy ra rồi các bạn nhấn nút register thôi. Đấy. Đấy, thì các bạn mua thôi, sau đó các bạn nhấn nút là register domain này này nhé. Rồi các bạn nhấn nút là confirm register thôi. Rồi các bạn trả phí đó là 8 matic. Thì sau khi các bạn mua xong thì các bạn sẽ có được cái tên miền của các bạn vừa mua nhé. Thì đối với cái tên miền bên Matic Manage này, thì cái tên miền này ví dụ mình thì hiện tại thì mình đã mua một cái tên miền ở bên ấy rồi nhé. Mình đã mua bên Polygon Manage rồi, đó là cái tên miền của mình, đó là GOV này. Thì sau này ấy, thì cái tên miền mà các bạn mua ở bên Manage ấy, ở bên mạng lưới Matic á, ví dụ mình đã mua ở bên mạng lưới Matic đó là con GOV rồi đi, thì sau này khi mà ở bên mạng lưới Seldom, khi mà ở bên mạng lưới Seldom đó Manage á, thì các bạn sẽ cũng nhận được cái tên miền này nhé. Các bạn sẽ nhận được cái tên miền này ở bên mạng lưới Seldom luôn khi mà họ ra Manage nhé, có nghĩa là nhận free luôn đó các bạn nhé. Như vậy thì khi mà các bạn tạo ở bên Manage thì sau này các bạn cũng sẽ nhận được cái tên miền tương tự, nó chuyển sang là mạng lưới Seldom nhé. Đấy, Seldom Manage. Thì bạn nào thì đối với Mainnet thì bạn nào muốn mua thì có thể mua nhé, còn không mua thì có thể bỏ qua nha. Ok, thì khi mà các bạn mua xong thì các bạn có thể là vào phần My Account thì các bạn sẽ thấy được cái tên miền của các bạn vừa mua thôi. Ok, thì sau khi các bạn mua xong thì bạn nào muốn không muốn tham gia Mainnet thì các bạn có thể là mua ở bên là mạng lưới Seldom Testnet nha, các bạn trải nghiệm. Ok, thì sau khi các bạn mua bên Testnet hoặc là Mainnet xong ấy thì các bạn vào cái link form. Thì cái link form này các bạn cần điền như sau. Thì đầu tiên thì nó hỏi là cái tên miền domain của các bạn mua ở trên này là gì. Thì ở đây mình các bạn mua bên Mainnet là cái gì á, thì các bạn có thể là search lại nhé. Thì các bạn copy lại cái tên miền của các bạn vừa mua nhé, ở bên Testnet hay là Mainnet á, gì thì các bạn thôi. Còn bạn nào mà mua cả hai, cả Mainnet và Testnet luôn thì điền lại hai cái tên miền của các bạn luôn nha. Thì ở đây mình đã mua bên Mainnet thì mình sẽ điền lại cái tên miền của mình là Mainnet. Sau đó thì các bạn tích vào dấu 5 sao giúp mình nha. Các bạn tích vào 5 sao này. Sau đó thì đối với nó hỏi là bạn mua tên miền ở mạng lưới nào. Thì đối với bạn nào mà mua tên miền Testnet thì các bạn chọn cho mình đó là Seldom Testnet Maintain nha. Còn bạn nào mà mua hai cái luôn ấy, còn bạn nào mà mua cả Mainnet và Testnet ở bên Polygon với lại là Seldom luôn ấy thì các bạn tích vào hai cái ô này giúp mình. Thì hiện tại thì mình chưa mua Testnet cho nên là mình sẽ bỏ cái dấu này. Ok. Thì tiếp theo đó thì nó hỏi là các bạn biết đến cái dự án DOS SHM từ đâu, thì các bạn tích vào bốn ô này giúp mình nha. Các bạn tích vào hết bốn ô này giúp mình. Còn những câu hỏi ở dưới này. Còn những cái câu hỏi ở dưới này mình sẽ để lại dưới phần mô tả video cho mọi người tham khảo, hoặc là mọi người có thể là copy lại mọi người điền với nhau cũng được nhé. Tiếp theo đó là ở dưới cuối cùng thì các bạn tích vào cái này, rồi các bạn điền lại email của các bạn thì nó sẽ gửi một bản form mẫu về email cho các bạn thôi. Sau đó các bạn nhấn vào nút là submit nha. Chúng ta là gửi đi. Như vậy thôi. Nha, bạn nào mà cả tham các bạn lưu ý này, bạn nào mà tham gia cả testnet và mainnet luôn ấy thì nhớ điền lại hai cái tên miền vừa giữa là mainnet và testnet luôn nha. Ok, thì sau đó các bạn điền lại rồi các bạn gửi form đi thôi là xong. Ok, thì đó là mình update lại cái những cái dự án ở bên mạng lưới Seldom Network. Thì đây là một mạng lưới layer 1 nha các bạn. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái dự án Seldom đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.